Vừa qua trên mạng xã hội đã xuất hiện một video một người phụ nữ bế con trai của mình ngất xỉu ra từ phía sau cánh gà của một sân khấu, vừa lay con và vừa gào khóc khiến nhiều cư dân mạng quan tâm. Được biết, bé trai có thể là nghi là bị ngất, nhiều khả năng bị điện giật do mẹ đang sống ảo. Theo lời chia sẻ của người đăng tải video, địa điểm xảy ra sự việc nằm ở một hội chợ thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Người mẹ này đã đưa con tới hội chợ để chơi vào ngày cuối cùng mở hội. Tuy nhiên, trong lúc mải mê chụp ảnh sống ảo, người mẹ đã lơ là để con đi vào khu vực sau sân khấu, nơi có rất nhiều dây điện được cắm. Vì nghi là cầm vào chỗ điện hở, nên bé đã xảy ra tai nạn. Trong video được đăng tải, mọi chuyện hỗn loạn sau khi một số người hét lên, giật điện rồi. Sau nhiều tiếng hét xôn xao, người mẹ này lao ra với đứa con trên tay và liên tục lay mạnh. Hành động tưởng chừng như đang hô hấp nhân tạo, nhưng thực ra là người này chỉ lay theo bản năng và liên tục gào khóc. Không sơ cứu, không gọi cấp cứu, người mẹ liên tục dùng tay lay con rất mạnh và gào thét. Hành động này vô cùng nguy hiểm và có thể khiến tình trạng nạn nhân nặng thêm. Thấy vậy, một vài người dân biết sơ cứu đã phải vào can ngăn phụ nữ này ra, yêu cầu cô gọi xe cấp cứu rồi tiến hành hô hấp nhân tạo và sơ cứu cho bé. Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, bé hiện tại đã tỉnh và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện tại thì thông tin chi tiết về nguyên nhân bé bị ngất xỉu vẫn chưa được làm rõ. Thế nhưng sự vô trách nhiệm và thờ ơ với con của người mẹ này chắc chắn là lý do quan trọng nhất khiến cho bé bị thương.